Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình học online và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bộ môn hóa học lớp 9. Hóa học là bộ môn có thể nói là khá là khó cho một số bạn. Vì sao? Vì chúng ta tiếp cận môn học này khá muộn, tận lớp 8 cơ, và nó lại có những cái kiến thức khá là trừu tượng. Vì vậy sẽ rất là khó tiếp nhận cho chúng ta. Và lớp 8 thì chúng ta đã được tiếp xúc với hóa học, học về những các hợp chất vô cơ, biết được là các phân tử hợp chất vô cơ thì nó sẽ có quy luật viết như thế nào, dựa vào hóa trị hay là các chỉ số của nó sẽ là ở dạng tối giản. Và đến sau học kỳ bắt đầu học kỳ 2 lớp 9 thì chúng ta được viết thêm một loại hợp chất nữa, đó là hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ thì là những hợp chất ở xung quanh chúng ta, có thể là ở ngay trong cơ thể của chúng ta, chiếm một cái số lượng rất là lớn. Tại sao hợp chất hữu cơ lại có chỉ được cấu tạo bởi những nguyên tố đơn giản? Nếu như được làm hợp chất hữu cơ theo định nghĩa là hợp chất của carbon, đúng không nào? Trừ CO2 H2O, trừ CO2 CO H2CO3, muối carbonat, axit cyanua và muối CN-. Nhưng mà nó lại có rất là nhiều chất. Nó có thể tạo ra được rất nhiều chất. Nó dựa vào cái đặc điểm cấu tạo của phân tử hợp chất hữu cơ. Chính vì cái đặc điểm cấu tạo của phân tử hợp chất hữu cơ khác, cho nên dẫn đến các cái công thức phân tử hợp chất hữu cơ cũng khác. Và nhận thấy so với hợp chất vô cơ thì sao nào? Hợp chất vô cơ thì những cái tỷ lệ về chỉ số của nó luôn là vị trí tối giản. Ví dụ như phân tử SO2, không bao giờ chúng ta viết là S2O O4, đúng không? Nhưng hợp chất hữu cơ thì sao? Ví dụ như phân tử C2H2, chúng ta không viết gọn được là CH2 mà phải là C2H2, hoặc là có phân tử nữa là C2H4. Vậy thì hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ có những đặc điểm khác biệt như vậy, dẫn đến việc cách lập công thức phân tử hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ cũng sẽ rất là khác. Và việc nắm vững được cái cách xác định được công thức phân tử của hợp chất hữu cơ rất là quan trọng. Nó sẽ là tiền đề để giúp chúng mình học tập tốt hơn trong phần hóa hữu cơ. Và cô nghĩ rằng là nếu hóa học là một môn có thể trong môn thi thứ tư của lên lớp 10 thì cái nội dung này cũng rất là quan trọng. Và chắc chắn là nó sẽ có, nếu mà hóa học là môn thi thứ tư, chắc chắn là nó sẽ có trong đề thi. Vì vậy, hôm nay cũng sẽ làm video chia sẻ về bài toán xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ. Thì có một số bài toán dạng của nó rất cơ bản. Cô sẽ giới thiệu cho chúng mình hai dạng bài toán cơ bản. Chúng ta cùng vào dạng đầu tiên nhé. Đó chính là bài toán xác định công thức phân tử dựa vào sản phẩm đốt cháy. Nó có một mẫu đề bài chung là đốt cháy A gam hợp chất hữu cơ A cho M gam H2O và N gam hoặc là V lít khí CO2. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A và đề bài cho chúng ta biết MA nữa. Với bài toán như thế này, người ta đã cho mình những dữ kiện gì nhỉ? Cho dữ kiện để có thể chuyển đổi số mol về số mol của các sản phẩm đốt cháy là H2O và CO2. Chúng ta nhìn thấy M gam H2O chúng ta có thể chuyển đổi từ khối lượng về số mol. Đây, M gam khí CO2 cũng có thể chuyển đổi về số mol, hoặc là người ta cho về thể tích, chúng ta cũng có công thức để chuyển đổi về số mol. Cái nữa là người ta cho về phân tử khối của hợp chất hữu cơ. Vậy thì đã đủ dữ kiện để chúng ta tìm được công thức phân tử hợp chất hữu cơ chưa? Có một cái dữ kiện ẩn ở đây nữa. Là khi muốn xác định công thức phân tử thì ta phải biết là hợp chất hữu cơ đó được tạo bởi từ những nguyên tố nào. Hợp chất hữu cơ thì chắc chắn được tạo bởi từ nguyên tố C rồi. Và nhìn vào sản phẩm đốt cháy, chúng ta có thể suy luận ra thêm hợp chất đó gồm có những nguyên tố nào nữa. Bởi vì theo định luật bảo toàn nguyên tố thì trước phản ứng có những nguyên tố nào thì sau phản ứng phải có những nguyên tố đó. Sản phẩm ở đây chúng ta nhìn thấy là có CO2, chắc chắn là trước phản ứng hợp chất hữu cơ A sẽ phải có nguyên tố carbon, và H2O nghĩa là hợp chất hữu cơ A ban đầu sẽ chắc chắn là phải có C và H. Nhưng chúng ta nhìn nhận thấy là có oxy ở đây nữa. Nhưng mà trước phản ứng khi đốt cháy nghĩa là tác dụng với oxy thì chắc chắn sản phẩm sẽ ra oxy, nhưng mình chưa biết được là hợp chất hữu cơ A đó
ban đầu có oxy hay không? Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên đó chính là phải xác định được cái hợp chất hữu cơ đó gồm những nguyên tố nào. Và việc thứ hai đó là từ những số liệu về số liệu tính được từ sản phẩm đốt cháy, chúng ta sẽ phải tìm được tỷ lệ tối giản để đưa về công thức đơn giản nhất và cuối cùng dựa vào M lớn để xác định được công thức phân tử. À, và những cái suy luận đó cô đã gộp lại thành các bước làm. Bước đầu tiên đó chính là xác định các nguyên tố cấu tạo nên nên A. Bước số 2 đó là đặt công thức phân tử tổng quát. Ví dụ như hợp chất hữu cơ A của cô được tạo bởi từ ba nguyên tố C, H và O. Vậy thì công thức tổng quát của cô sẽ có là CX, HI, OZ. Và bước số 3 đó là chúng ta sẽ tìm tỷ lệ hệ số dựa vào số mol của các nguyên tố cấu tạo nên A, chính là dựa vào sản phẩm đốt cháy để tính ra số mol. Từ đó chúng ta sẽ suy ra công thức đơn giản nhất. Ví dụ như với hợp chất hữu cơ A mà tạo được bởi CH và O thì cô sẽ có tỷ lệ chỉ số X chia Y chia Z sẽ bằng tương ứng là số mol của C chia số mol của H chia số mol của O. Số mol của C, của H, của O ta dựa vào đâu nhỉ? À, số mol của C thì phải dựa vào sản phẩm cháy là CO2. Số mol của H thì dựa vào sản phẩm cháy là H2O. Và số mol của oxy nếu có thì sẽ dùng khối lượng của hợp chất hữu cơ A trừ đi khối lượng của C và H. Từ đó có MO và suy ra được NO đúng không nào? Và sau khi chúng ta chia tỷ lệ xong, chúng ta sẽ được một tỷ lệ là số nguyên tối giản nhất. Nhớ nhé, tỷ lệ là số nguyên tối giản nhất và suy ra được công thức cấu tạo đơn giản nhất. Nếu mà lấy vào bài toán các hợp chất vô cơ thì chúng ta đã có thể kết luận ngay, bởi vì các hợp phân tử hợp chất hữu vô cơ thì sẽ có cái tỷ lệ về chỉ số tối giản, nhưng hợp chất hữu cơ thì không như vậy. Vì vậy chúng ta sẽ có bước cuối cùng, đó là dựa vào phân tử khối để tìm ra công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A. Chúng ta hãy cùng đi vào một bài tập để có cái cách nhìn rõ hơn nhé. Ví dụ 1. Đề bài là hợp chất hữu cơ A có tỷ khối đối với hydro là 14. Đốt cháy 1,4 gam A thu được sản phẩm gồm 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ phải đi tìm xem A gồm những nguyên tố nào. Có oxy hay không? Đúng nào? Muốn tìm được thì chúng ta phải tính được khối lượng của nguyên tử C và nguyên tử H dựa vào dữ kiện về sản phẩm đốt cháy. Và chúng ta cùng đi vào bài giải nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần lời giải. Và đầu tiên để xác định được xem công hợp chất hữu cơ này có những nguyên tố nào thì chúng ta phải dựa vào số mol của các sản phẩm cháy. Từ số mol của sản phẩm cháy, chúng ta sẽ tính được số mol của các nguyên tố cấu tạo nên hợp chất hữu cơ đó. Ví dụ như dựa vào số mol của CO2, chúng ta sẽ tính được số mol C và từ số mol C ta tính khối lượng của C. Dựa vào số mol của phân tử nước, chúng ta sẽ tính ra được khối số mol của H và tính ra được khối lượng của H. Và để xác định xem có oxy hay không thì chúng ta sẽ phải so sánh MC cộng MH như thế nào so với MA. Nếu mà nhỏ hơn thì chắc chắn là trong A đấy còn nguyên tố khác, đó chính là oxy. Đúng nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là xem cái hợp chất hữu cơ này có oxy không. Đầu tiên, chúng ta tính được mol CO2 bằng 0,1. Mà phân tử CO2 này được tạo thành bởi một nguyên tử C và hai nguyên tử O. Vậy thì số mol nguyên tử C như thế nào so với nguyên tử so số mol phân tử CO2? Chính xác bằng nhau và cũng bằng là 0,1. Từ đó chúng ta có thể tính ra được khối lượng của carbon bằng 1,2 gram. Và tương tự chúng ta sẽ tính được khối lượng của hydro. Ở đây chú ý một điều đó là do phân tử H2O được tạo bởi từ hai nguyên tử hydro. Vì vậy số mol của H sẽ phải gấp đôi lần số mol của nước. Số mol của nước ta tính được là 0,1, vậy số mol của H sẽ là 0,2.
Từ đó suy ra được M của H2 sẽ bằng 0,2 nhân với M, M lớn của H là 1, là 0,2 gram. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh khối tổng khối lượng của MC với MH so với MA nào. Ta thấy rằng là MC cộng MH bằng 1,4 mà khối lượng của hợp chất hữu cơ A đầu bài cho cũng là 1,4. Vậy là bằng nhau rồi. Vậy thì hợp chất hữu cơ của chúng ta chỉ có nguyên tử C và H thôi. Suy ra công thức tổng quát của chúng ta sẽ là CXHI. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta đó chính là tìm tỷ số tối giản của các chỉ số. Và X chia Y sẽ bằng gì? Số mol của C chia số mol của H bằng 0,1 chia 0,2. Chúng ta thu được tỷ lệ là 1 chia 2. Từ đó chúng ta có công thức đơn giản nhất là CH2 tất cả N, N lần. Nếu được, đây là bài toán về các hợp chất vô cơ chúng ta đã có kết quả ngay rồi. Nhưng hợp chất hữu cơ thì nó sẽ không có tỷ lệ giữa các chỉ số nó tối giản đâu. Vì vậy chúng ta phải phụ thuộc vào một yếu tố nữa, đó là phân tử khối. Và đề bài cho chúng ta đó là tỷ khối của A so với hydro là 14. Tức là phân tử khối của A sẽ bằng 14 lần phân tử khối của H bằng 28. Mà ta lại từ công thức đơn giản nhất tính được phân tử khối của hợp chất này theo ẩn n là 12 cộng 2n bằng 14n và cho bằng đầu bài là 28. Vậy thì chúng ta dễ dàng tính được ngay n bằng bằng 2. Và thay n bằng 2 vào công thức đơn giản nhất, chúng ta sẽ thu được công thức phân tử là C2H4. Đó là bài ví dụ đầu tiên, và chúng ta hãy cùng sang ví dụ thứ hai để củng cố nhé. Ví dụ thứ hai, đốt cháy 3 gam hợp chất hữu cơ B thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Biết phân tử khối của B nhỏ hơn 40, tìm công thức phân tử của B. Bài tập này có giống bài tập trước không? À giống, nhưng khác ở điểm gì nhỉ? Nó chỉ hơi khó hơn một chút, đó là người ta không cho phân tử khối của B luôn mà người ta cho nó nhỏ hơn con số. Thì vậy chúng ta sẽ phải có một cái bước là biện luận. Và bài tập này thì cô nghĩ là sẽ là nhiệm vụ để chúng ta làm. Và cô sẽ gợi ý cách làm cho chúng ta. Bước đầu tiên chúng ta vẫn làm là như thế nào nhỉ? Chính xác đó là xác định xem hợp chất hữu cơ B này có nguyên tử oxy không? Dựa vào cách so sánh MC cộng MH với MB. Và bước thứ hai, chúng ta sẽ đặt công thức phân tử dạng tổng quát dựa vào những thành phần đã có tìm được đúng không? Bước số 3 vẫn là tìm công thức đơn giản nhất. Và bước cuối cùng, suy ra công thức phân tử. Ở đây cô gợi ý cho các bạn đó là chúng ta sẽ giải bất phương trình. Đúng không? Và các bạn hãy làm. Và đáp án của câu hỏi này chính là C2H6. Cô nghĩ rằng là chúng ta có thể dựa vào những cái hướng dẫn để có thể giải ra đáp án nhé. Và chúng ta sẽ sang bài dạng bài toán thứ hai, đó là dạng bài toán xác định công thức phân tử dựa vào phần trăm khối lượng. Đề bài có dạng như sau: hợp chất hữu cơ A có thành phần phần trăm về khối lượng là phần trăm của C, một con số cố định, phần trăm của H cũng là một con số cố định, phần trăm của O, một con số cố định, có thể chứa phần trăm một nguyên tố khác dựa vào thành phần của A. Hãy xác định công thức phân tử của A, và đề bài này cũng sẽ cho chúng ta biết phân tử khối của hợp chất hữu cơ A. Với bài tập này chúng ta có phải xác định xem cái phân tử hợp chất hữu cơ ban đầu của chúng ta gồm những nguyên tố nào không? À không. Vì sao? Vì khi người ta cho phần trăm về khối lượng, người ta đã ngầm cho mình là những nguyên tố nào cấu tạo nên hợp chất đó rồi. Đúng không? Bởi vì tổng phần trăm phải luôn bằng 100%. Nếu mà chúng ta thấy rằng cái tổng phần trăm đề bài cho không là 100% thì chúng ta chắc chắn là suy ra được cái còn lại là nguyên tố nào, đúng không nào? Và với bài tập này thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Bài tập này thì chúng ta sẽ phải áp dụng một công thức, và bây giờ cô sẽ giới thiệu cách làm cho các bạn. Cách làm của bài này là bước 1, chúng ta vẫn phải đặt công thức phân tử tổng quát. Nhưng chúng ta không cần phải tìm xem cái hợp chất hữu cơ A có những cái chất gì nữa rồi, vì dựa đề bài chúng ta đã xác định được rồi. Và bước thứ hai, ta áp dụng công thức để tính ra tỷ lệ chỉ số tối giản. Và công thức đó chính là X chia Y chia Z. Cô giả sử những hợp chất này của cô gồm có C, H và O. Thì nó sẽ bằng
phần trăm của nguyên tố C chia cho m lớn của C, chia cho phần trăm của nguyên tố H chia cho m lớn của H, phần trăm của nguyên tố O chia cho m lớn của O, hay tổng quát là phần trăm của nguyên tố nào thì chia cho m lớn của nguyên tố đó. Và chúng ta cũng sẽ lại thu được một cái tỷ lệ chỉ số là số nguyên tối giản A chia B chia C. Và đến bước này rồi thì nó sẽ lại giống với bài toán 1 đúng không? Bước số 3 chúng ta, từ cái tỷ lệ này chúng ta sẽ tìm ra được công thức đơn giản nhất. Và bước số 3 là chúng ta dựa vào m lớn để tìm công thức phân tử của A. Mấu chốt của phần này là chúng ta sẽ phải nhớ được cái công thức này thôi. Nó rất là đơn giản. X, Y, Z thì tương ứng với nguyên tố nào? Thì sẽ là phần trăm của nguyên tố đó chia cho m lớn. Chúng ta sẽ cùng đi vào ví dụ để rõ hơn nhé. Ví dụ 3, hợp chất hữu cơ A có thành phần khối lượng các nguyên tố như sau: 54,5% là C, 9,1% là H, 36,4% là O. Biết 0,88 gam hơi A chiếm thể tích bằng 0,224 lít, xác định công thức phân tử của A. Với bài toán này, chúng ta dựa vào các phần trăm, chúng ta sẽ tính được tỷ lệ tối giản của các chỉ số. Nhưng mà cái yếu tố để chúng ta tìm được công thức phân tử là phân tử khối thì đã được giấu vào trong cái dữ kiện là 0,88 gam hơi A chiếm thể tích 22,4 lít. Từ chúng ta phải khai thác cái dữ kiện này để tìm ra được m lớn của A, phân tử khối của A. Từ 0,224 lít chúng ta sẽ tính được cái gì nhỉ? Số mol của A. Số mol là N, có khối lượng là m nhỏ. Vậy chúng ta có tìm được m lớn không? Cô nghĩ là các bạn đã nghĩ ra cách tìm m lớn rồi đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng giải bài tập này nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần bài giải. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định công thức phân tử dạng tổng quát, đó chính là CX, HI, OZ. Và bước thứ hai là áp dụng công thức X chia Y chia Z sẽ bằng phần trăm của nguyên tố C chia cho 12, phần trăm của nguyên tố H chia cho 1, phần trăm của nguyên tố O chia cho 16. Và đây chúng ta thấy là cô đã rút gọn phần trăm đúng không? Bởi vì về tỷ lệ chúng ta đều chia cho 100 thì chúng ta sẽ 100% chia nhau là hết. Vậy thì bây giờ cô chỉ cần để cái con số phần trăm này thôi. Và sau khi cô tính ra thì cô sẽ thu được là 54,5 chia cho 12 sẽ xấp xỉ 5,54, 9,1 chia 1 thì là 9,1, 36,4 chia cho 16 cô thu được 2,275. Đây là tỷ lệ sau khi chúng ta chia, nhưng chúng ta cần phải chuyển nó về số nguyên tối giản nhất. Và làm thế nào để chuyển nhỉ các bạn? Cách đơn giản nhất đó chính là chúng ta sẽ lấy lần lượt những số lớn hơn chia cho số nhỏ hơn. 4,54 chia cho 2,275 nó thu được tỷ lệ là 2,1. Còn 9,1 mà chia cho 2,275 sẽ thu được là 7,1. Vậy thì tổng lại chúng ta có tỷ lệ là 4,1, cô xin lỗi, là 2,4,1. Và từ đây chúng ta sẽ thu được công thức đơn giản nhất là C2H4O tất cả n lần. Và bây giờ chúng ta sẽ phải dựa vào phân tử khối để có thể tìm ra được công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A. Từ đề bài chúng ta sẽ tính được mol A dựa vào thể tích chia cho 2,4 là 0,1 mol. Và đề bài cũng cho chúng ta m nhỏ. Vậy thì tìm m lớn rất dễ dàng bằng cách lấy m nhỏ chia cho số mol sẽ thu được 88. Phân tử khối của A là 88. Mà phân tử khối của A tính theo ẩn n thế là bao nhiêu nhỉ? 2 x 12 cộng với 1 x 4 cộng 16 x 1 tổng là 44n. Cô xin lỗi, ở đây có một chữ n nhé. Bằng 88. Và chúng ta sẽ xính ngay ra được n sẽ bằng 2. Và công thức phân tử của A sẽ là C4H8O2. Đó là ví dụ đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ có một bài tập nữa để về nhà cùng làm để củng cố thêm về dạng bài toán thứ hai nhé. Đó là ví dụ thứ tư.
Hợp chất hữu cơ A có viết tắt có thành phần khối lượng của các nguyên tố như sau: C là bằng 53,33%, H là bằng 15,55%, N bằng 31,12%. Xác định công thức phân tử của A, biết A chỉ có một nguyên tử N trong thức phân tử. Bài tập này thì sao nhỉ? Chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng nó không cho chúng ta M lớn. Mà do dữ kiện là trong A chỉ có một nguyên tử N. Vậy thì làm sao để chúng ta tìm ra được công thức phân tử nhỉ? Cô nghĩ là câu hỏi này các bạn sẽ giải được thôi. Hướng dẫn của phần này vẫn là các bước theo bước của chúng ta. Bước đầu tiên là chúng ta đặt công thức phân tử dạng tổng quát. Bước thứ hai là tìm tỷ lệ chỉ số tối giản dựa vào công thức. Phần trăm x chia y chia z sẽ bằng phần trăm c chia cho 12, phần trăm h chia cho 1 và phần trăm n chia cho 14 rất chính xác. Và từ chúng ta sẽ suy ra được công thức đơn giản nhất và cuối cùng là suy ra công thức phân tử của hợp chất hữu cơ đó. Hợp chất hữu cơ A nhé, xin lỗi các bạn. Và dựa vào đây này, một nguyên tử N này, khi chúng ta tìm ra cái tỷ lệ đơn giản nhất mà có N bằng 1, vậy chúng ta sẽ kết luận được ngay cái công thức đơn giản nhất đấy chính là công thức phân tử. Và đáp án của cô câu này đó chính là C2H7N. Cô mong rằng là sau bài này, những bạn nào mà xem bài giải của cô giải ra được có thể chụp lên cái phần comment ở phần dưới YouTube để cho cô biết là đúng hay sai. Cô sẽ check và chữa cho các em nhé. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các em nắm vững được kiến thức này và có kết quả cao nhất trong kỳ thi lên cấp 3. Xin chào và hẹn gặp lại.